Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ tiếp cận với phần 3 trên 6 của bài 12. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nào. Trong phần này chúng ta cũng làm quen tiếp với các cái từ mới của bài. Từ thứ 15 chúng ta có từ chê. Chê âm hán Việt là tối. Tối có nghĩa là nhất. Tối có nghĩa là nhất. Từ này chúng ta đã gặp trong những bài trước rồi. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Hoàn sang nỉ xì cho sang cho Buổi tối bạn thích làm gì? Wò chơi khan khan Tôi thích nhất là xem tivi Tức là tôi thích xem tivi nhất Còn bạn Hoàn sang wò chơi xì hoan phê Hoàn sang wò chơi xì hoan phê tôi thích nhất là cùng với bạn bè kinh phận vô suy hơ cà phê là đi uống cà phê và từ đây chúng ta có những cái từ mở rộng nếu chúng ta muốn nói cái gì đó nhất thì chúng ta đặt cái từ đối phía đằng sau của từ chơi ví dụ chơi ta là lớn nhất chơi xèo là nhỏ nhất chơi mãn là bận nhất chơi rơ nóng nhất chơi lợn là lạnh nhất chơi xì hoan thích nhất chơi hào chứ ngon nhất

kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 16 là từ nản nản ông hán việt là nang nang nằm trong từ giang nang à, nang giải chữ nang đó thì vẫn còn dùng trong tiếng việt của mình và với cái nghĩa là khó tức là khó thực hiện một cái việc gì đó còn không nói về tính cách của con người ví dụ bố tôi rất khó thì không dùng từ này mẹ tôi không khó không dùng từ này như vậy chúng ta không nói là papa ba hình nản quở ma pu nản không thể nói như vậy được Chúng ta xem ví dụ bên dưới. xẻo lì mày thêm hoàn sang thì cho sợ mờ. Xéo lì mày thêm hoàn sang thì cho mờ. Bạn lý mỗi buổi tối thì bạn làm gì? Wo xue han yu. Wo xue han yu. Tôi học tiếng Hoa. Xue han yu nản mà. Xue han yu nản mà. Học tiếng Hoa có khó không? Cũng có thể nói là han yu nản xue mà. Tiếng Hoa có khó học không cũng được. Bố thai nạn Bố thai nản không khó lắm Bố thai là không cái gì đó lắm Bố thai nản không khó lắm Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Xéo lì mày thêm hoàng sang Nì cho sầm mờ Hòa xẻ hàn dù Xẻ hai dù nạn mà Bố thai nạn từ đây chúng ta có một cái thành ngữ học cho vui. Quan sơ chỉ thổ nản Quan sư chỉ thổ nản vạn sự khởi đầu nan à, Có nghĩa là mọi việc khi bắt đầu nó đều cảm thấy rất khó Và chúng ta làm quen rồi thì không thấy khó nữa Cái tiếp nữa ta có từ thứ 17 Đọc là rỗng gì Rỗng gì ông nói việc là dung dị Thì chữ dung vẫn còn dùng Dị vẫn còn dùng nhưng mà ghép vô à, Dung dị thì không thấy mang cái nghĩa là dễ nữa Không còn dùng trong tiếng Việt của mình với nghĩa là dễ hoặc là dễ dàng Như vậy cũng là dễ thực hiện Chứ không có nói về tính cách người này dễ, người kia khó Chúng ta xem ví dụ bên dưới Ní sàng yên dị rụng di sẻ mà Bạn nghĩ rằng tiếng Anh có dễ học không? Hình rụng gì Hình rụng gì rất dễ Quá sàng yên dị hình ảnh sẻ à Quá sàng yên dị hình ảnh à? Tôi nghĩ rằng tiếng Anh rất là khó học Quý sợ vì sao? Tại sao? Tôi học là 4 năm rồi. Tôi học là 4 năm rồi. Tôi đã học 4 năm rồi. Và ngay cái vế câu này là có hai từ là tức là cái hành động nó vẫn đang diễn ra, tức là chúng ta vẫn còn đang học. Tôi đã học được 4 năm rồi. Khờ sư tao xin ra hai bú khuê tao xin ra hai số. Nhưng mà đến bây giờ vẫn không vẫn chưa biết nói. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào

mã tức là ngựa thì âm hán việt này vẫn còn dùng nhiều trong tiếng việt của mình và ta có từ thứ 19 là quỷ quỷ âm hán việt là quỷ có nghĩa là ma hay là ma quỷ chúng ta xem ví dụ bên dưới nì huê hoa mã ma nì huê hoa mã ma bạn biết vẽ ngựa không bạn biết vẽ ngựa không bố huê không biết Khờ của huê hoa Quệ Khờ sư, quả hơi hoa quỷ, nhưng mà tôi viết vẽ ma, tôi biết vẽ ma Why? Why? Tại sao vậy? Vì quỷ là dạng dự của mình tôi trí tỏ Vì quỷ là dự của mình tôi Bởi vì hình dáng của con ma thì chúng ta đều không biết Tức là bởi vì chúng ta đều không biết hình dáng của con ma Nên là vẽ sao cũng được Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha Nì hoa mả ma Bố Wo hoa sao tiếp nữa ta có từ thứ 20 là từ bị Bị âm hán Việt là tỷ à, Tỷ đây vẫn còn dùng trong tiếng Việt Tỷ thí rồi so sánh đó. tỉ Tỷ, tỷ võ, tỷ thí À, với cái nghĩa là so hoặc là so với so hoặc là so với chúng ta xem ví dụ bên dưới nè xảo Lý, chiều là chiều là lý à bạn học tiếng nhật bao lâu rồi tôi chiều là tôi chiều chúng ta cũng có thể nói là Tô sản sự gen vì chiều là lâu thì bằng với sản sự gen là thời gian dài như vậy tôi chiều là có thể nói là tô sáng sự gen là Wo là lèn nén là Wo xuế là nén là Tôi đã học được 2 năm rồi Mà đến bây giờ vẫn còn học câu có hai từ lơ. Rư yu nán ma Rư yu nán ma à, Tiếng Nhật có khó không? Tiếng Nhật có khó không? Rư yu bì yên nản, nán Rư yu bì yên nản. nán Tiếng Nhật so với tiếng Anh thì khó Tức là tiếng Nhật khó hơn tiếng Anh Tiếng Nhật khó hơn tiếng Anh cách dùng từ bị là luôn luôn có cái công thức là a bị với b a so với b rồi cái tính chất so sánh nằm phía đằng sau ví dụ tôi lớn hơn ấy là của bị tha ta của bị tha ta tôi so với nấy thì lớn của bị tha ta hoặc là hôm nay lạnh hơn hôm qua là chín thiên bị, thiên lợn chín thiên bị thiên lợn xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xéo lì Nì xuế rư yu tố chiều là Wo xuế là liền nén là Rư yu nán mà Rư yu bì yên yu nán Và sau đây chúng ta tìm hiểu cho kỹ hơn cái cách dùng của từ bị Mẫu câu so sánh mà có từ bị Vì trong tiếng Hoa nó có vài cái cách so sánh khác nhau Đây là cách đầu tiên chúng ta gặp đó có từ bì Tức là luôn luôn A bị với B Xong rồi cộng với cái tính chất so sánh Ví dụ Hàn dự bị diên dự nản Hàn dị bị diên dự nản Tiếng Hoa so với tiếng Anh thì khó Tức là tiếng Hoa khó hơn tiếng Anh Chín thiên bị dỗ thiên lợn Chín thiên bị dỗ thiên lợn Hôm nay so với hôm qua thì lạnh Tức là hôm nay lạnh hơn hôm qua Hoa mã bị hoa quỷ nán Hoa mã bị hoa quỷ nán Vẽ ngựa so với vẽ ma thì khó Tức là vẽ ngựa khó hơn vẽ ma Chúng ta cùng đọc ba ví dụ đó nào Han yu bị yên yu nán Chín thiên bị gió thiên lợn Hoa mã bị hoa quỷ nán và chúng ta lưu ý là trong câu so sánh dạng này thì không dùng từ hình. Như vậy ví dụ tôi cao hơn anh ấy rất nhiều hay là hôm nay lạnh hơn hôm qua rất nhiều thì nó sẽ có cái cách nói khác. Chúng ta xem cách nói của nó nào Hôm nay lạnh hơn hôm qua rất nhiều thì chúng ta phải nói như thế này. Chín thiên bì chỗ thiên lần tố là lần tố là như vậy chúng ta thêm tố là phía đằng sau chúng ta không được nói là chín thiên bì chỗ thiên khẩn lần à, cách nói thứ hai là bị sai rồi chúng ta nhớ nha thêm tố là phía đằng sau cái cái từ cái tính chất mà so sánh á chín thiên bị chỗ thiên lần nếu nói chín thiên bị chỗ thiên lần thì là hôm nay lạnh hơn hôm qua nhưng mà có thể lạnh hơn một chút thôi cũng không chừng hoặc cũng có thể lạnh hơn nhiều nhưng để nói là lạnh hơn nhiều chúng ta phải nói là chín thiên bị chỗ thiên lần tố là chúng ta nhớ như vậy cũng có nhiều cách nói Tua là đây là một cách để chúng ta từ từ tiếp cận những cách khác nữa. Tiếng Hoa khó hơn tiếng Anh rất nhiều. À, tiếng Hoa khó hơn tiếng Anh rất nhiều. Hàn Yu bị diễn dụ nản. Hàn Yu bị diễn dụ nản tố là nản tố là khó hơn nhiều. Khó hơn nhiều. À, chúng ta lưu ý trong câu so sánh mà của từ bị thì không có hình. À, chúng ta phải dùng là tố là phía đằng sau. Chúng ta nhớ như vậy là được rồi Và đến đây mình xin kết thúc Phần 3 trên 6 của bài 12 Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi Xin hẹn gặp mọi người Ở các video clip kế tiếp Xin chào